Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2022. Kính chúc quý thầy cô giáo sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Bài thơ Hoa Không Màu Chớm đông rồi cái lạnh chút hanh hao Trắng hòa mi cúc vàng e ấp nở Có loài hoa mọc nên từ trang vờ thấm tỏa hương nhưng không sắc không màu từ thôn quê đô thị đến rừng sâu nơi hải đảo trốn xa xăm biên ải nơi đất cằn bản nàng còn hoang dài, có trẻ em bông hoa đó mọc lên hoa vô thường trong cuộc sống gọi tên hoa tri thức hoa của ngành sư phạm trang giáo án phấn bảng đen làm bạn dạy học trò khám phá vạn điều hay nhiều thiệt thòi đôi nút chịu đắng cay bao thiếu thốn trăm điều còn chăn trở vẫn ấm thầm vượt lên từ trang vở vì học trò hoa luôn nở quanh năm Nhã sợi tơ cần mẫn như con tầm dệt bức tranh theo cho đời trí thức dạy học sinh sống vẹn toàn nhân đức khởi nguồn từ nét phấn mực ea lớn nên lại được học khóa tiểu trung ái đủ duyên được vào cổng trường đại học phương nớt lớn nhất lại được làm thầy tu dạy con người không tham nam và vô ngã đạo đức làm người để khỏi khổ làm thân giáo cho muôn người nói theo tôi gom tất cả những lời thơ ca kết thành hoa để tôn sư trọng đạo gửi cho thầy cô trong tứ trọng ân trước là cha mẹ bố thí cho con hình hài thân này sau là thầy cô giáo dạy văn hóa kiến thức nuôi cuộc sống con người nông dân khuya mồ hôi nhễ nhại cho con ăn bát cơm trắng muốt ấm nòng nhưng chẳng thấy quên được các vị thánh tăng phật và họ mang nền đạo đức không chúng con vẫn thấy nạc đường tham đủ thứ trên đời này ngũ dục lại khổ khi bị củi thiêu từ nò bác trọng xấu hổ cả đời cả xã hội này mắng dơ nơi đa tạ nhân dịp ngày nhà giáo tới các thầy cô như những bông hoa đẹp muôn đời cho cuộc sống này vui và hạnh phúc mãi các thầy cô ơi Con xin dừng lời Tác giả VMC cộng vượt đẩy thoát